Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài số 17, tự giác học tập. Ở bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên, phần khám phá nhé. Bạn nào đã tự giác học tập, bạn nào chưa tự giác học tập? Trong này mình có một bức ảnh này, các bạn đang ngồi học bài rất là ngoan đúng không nào? Cô giáo thì giảng bài và có những bạn đang rất là chăm học, ngồi viết bài, còn những bạn thì lại ngồi gập máy bay. Cô nhắc rồi, sao em vẫn chưa viết bài? Như vậy là bạn này chưa ngoan đúng không nhở? Trong khi chúng ta học thì chúng ta phải thật là chú ý nghe cô giảng bài thì mới hiểu bài được đúng không nào? Tiếp theo phần luyện tập. Trong những hình ảnh dưới đây, bạn nào đã tự giác học tập? Vì sao? Hình ảnh thứ nhất là đọc truyện trong giờ học. Hình ảnh thứ hai, ôn bài đúng giờ. Hình ảnh thứ ba, tích cực phát biểu. Hình ảnh thứ tư, đọc trước bài học sau. Hình ảnh thứ năm là vẫn chơi dù đến giờ ôn bài. Và hình ảnh thứ sáu là tích cực hoạt động nhóm. Theo bạn thì những hoạt động nào là những cái hoạt động mà các bạn nhỏ đã tự giác học tập nhỉ? Đó chính là ôn bài đúng giờ, tích cực phát biểu, đọc bài trước bài hôm sau và tích cực hoạt động nhóm đấy các bạn ạ. Ngoài ra thì việc mà đọc truyện trong giờ hoặc là mải chơi mặc dù đến giờ ôn bài vẫn chưa học bài thì đó là những hành động của việc không biết tự giác học tập, không tích cực trong việc học các bạn nhé. Tiếp tục phần vận dụng. Trong đây mình có một tình huống. Bạn nhỏ này thì có gọi bạn gái là bạn không ra tập thể dục à? Bạn gái trả lời mình thích đọc truyện hơn. Vậy nếu là bạn, bạn hãy đưa ra một lời khuyên cho bạn gái đi. Chúng ta hãy khuyên bạn gái là tập thể dục rất tốt cho sức khỏe và đó là một trong những bộ môn trong môn học của chúng ta. Bạn cần phải ra tập thể dục nhé. Đúng không nào? Rồi chúng mình hãy cố gắng rèn luyện thói quen tự học ở nhà, ở trường, ở lớp để luôn luôn xứng đáng là một em bé ngoan này, cháu ngoan Bác Hồ, bố mẹ yêu quý, ông bà vui vẻ, cô giáo yêu quý và các bạn yêu quý các bạn nhé. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên là like và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn.